Thưa quý vị, trong 2 ngày 10 và 11 tháng 10 qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An đã tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ tỉnh năm 2020. Đây là lần đầu tiên được tổ chức nhưng giải đã thu hút đến 15 đội đăng ký tham gia và thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ. Đây cũng là một trong những các hoạt động thi đấu thể dục thể thao nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Giải bóng chuyền hơi nữ tỉnh Long An năm 2020 thu hút gần 200 vận động viên đến từ các huyện thị thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Tham gia giải có 15 đội, chia làm 4 bảng thi đấu, gồm bảng A thị xã Kiến Tường, Cần Đức, Ngân hàng Sacombank, Bến Lức. Bảng B có 3 đội gồm Thủ Thừa, Châu Thành, Đức Huệ. Bảng C, thành phố Tân An, Vĩnh Hưng, Cần Giuộc, Việt Tinh Bang. Bảng D là các đội Đức Hòa, Tân Thạnh, Tân Trụ và đội nữ Đài Phát thanh Truyền hình Long An. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm và chọn 4 đội đứng đầu mỗi bảng vào thi đấu bán kết và chung kết. Khác với bóng chuyền da, bóng chuyền hơi là môn thể thao dễ tập luyện, dễ chơi. Với trọng lượng quả bóng chuyền hơi rất nhẹ, chỉ khoảng 150-200g, nên phù hợp với người cao tuổi và các vận động viên nữ tham gia tập luyện để rèn luyện sức khỏe. Sân bãi chơi bóng nhỏ, lưới thấp nên cũng dễ dàng tập luyện. Được biết, kỹ thuật chơi môn bóng chuyền hơi cũng tương đối đơn giản, có độ vận động vừa phải, không bị mất quá nhiều sức và nêu cao tinh thần đồng đội. Nên dù cho không có nhiều thời gian để tập luyện trước khi giải đấu diễn ra, nhưng các đội bóng đến với giải với tinh thần quyết tâm rất cao. Mọi người tham gia giải bóng chuyền hơi ở đây thì tụi em cảm thấy thứ nhất là rất là vui, cái thứ hai là cũng có một chút xíu căng thẳng. Trước đó thì tụi em cũng ít chơi cho nên là đợt này có cái dịp thì để tụi em có cơ hội để khảo sát nhiều hơn với lại quen được nhiều bạn hơn. Tham gia giải bóng chuyền hơi nữ thì cũng cái mục tiêu đặt ra thì giải quyết từ trận chứ giờ cũng chưa có biết được đối thủ của mình mạnh hay là yếu. Bóng chuyền hơi chỉ mới du nhập vào tỉnh Long An khoảng 2 năm nay và đây là lần đầu tiên được tổ chức nên các kỹ chiến thuật vẫn còn hạn chế, nhưng không vì thế mà các trận đấu kém đi phần hấp dẫn. Có thể nói trong 2 ngày diễn ra, các vận động viên tham gia giải đều cho thấy sự cố gắng, đoàn kết trong từng pha bóng, đem đến cho người xem nhiều trận đấu đầy kịch tính. Bởi vậy, mỗi trận thi đấu đều thu hút đông đảo các vận động viên và khán giả tham gia cổ vũ, tạo nên không khí sôi nổi trên các sân thi đấu. Nhìn chung là các đội bạn chúng ta hình như là cũng là chuẩn bị một cái tâm thế là thi đấu rất là tốt, hăng hái và cái nhung tinh thần cũng là quyết chiến đấy ạ. Thì cũng có những đội nổi trội như là Đức Hòa, rồi những hàng Việt Công Ban, rồi Kiến Tường, có những đội nổi trội. Dạ, trận đầu tiên thì nhờ có sự đoàn kết trong đội với lại là thêm một chút xíu may mắn thì đội của tụi em đã chiến thắng. Tụi em rất là quyết tâm chiều nay cũng sẽ thi đấu thật là tốt. Chúc cho các đội sẽ cùng thi đấu. Sau khi thi đấu phần bảng đã chọn ra được 4 đội nhất bảng, gồm các đội thị xã Kiến Tường, Châu Thành, Ngân hàng Việt Tinh Bang và Tân Trụ. Góp mặt tại giải bóng chuyền hơi nữ với đội hình đồng đều, có kỹ thuật tốt, đội bóng chuyền Tân Trụ đã xuất sắc giành giải nhất bóng chuyền hơi nữ tỉnh Long An trong lần đầu được tổ chức khi xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 21-7 và 21-9 trước đội thị xã Kiến Tường ở trận chung kết. Hai đội Châu Thành và Ngân hàng Việt Tinh Bang đồng hạng 3. Hiện nay, bóng chuyền hơi vẫn chưa được biết đến nhiều, nhưng với số lượng đội tham gia đăng ký giải bóng chuyền hơi nữ lên đến 15 đội đã là một thành công của ban tổ chức. Cuối cùng thì tới 15 đội, đây là qua đây để mình mới đánh giá được là cái phong trào nó đang có tiềm năng và mình sẽ khai thác trong thời gian sắp tới. Dù có thời gian nó hơi ngắn nhưng mà các đội tinh thần là rất là tập trung và cũng đánh giá được phần nào chuyên môn là cái sự cố gắng tối đa của các đội. Hy vọng là thời gian sắp tới, thời gian chuẩn bị dài hơn thì cái chuyên môn sẽ nâng lên cao hơn nữa. Bóng chuyền hơi là bộ môn thể thao vẫn còn khá mới tại tỉnh Long An, nhưng sau giải đấu này đã cho thấy rằng bóng chuyền hơi đang có sức hút lớn khi bộ môn này dễ chơi phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ đến người cao tuổi. Điều quan trọng thông qua giải đấu lần này tạo điều kiện cho các địa phương thành lập đội bóng để cùng tập luyện, qua đó đưa môn bóng chuyền hơi đến gần với người dân hơn, từ đó góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển.